Vâng, chào toàn thể anh em. Hôm nay mình sẽ chỉ cách anh em khắc phục nha. Là một cái lo mà như thường anh em mua lo quả tiễn đó, kêu bằng loa tiễn mà mình tự ráp á, hoặc là mình nhập khẩu chả biết cái gì mà những cái nào nó nghe khó chịu, anh em mình có hướng dẫn cho anh em cách làm. Cách làm rất đơn giản thôi. Tại sao mà những cái lo mà nó cái chép nó lớn á, nè chép như chép này đây anh em, nè chép này như tầm 2 triệu ngoài một cặp, nhiêu đó, hay ngoài một cặp đúng không? Đó, con nó là bự, con lớn thì anh em biết, con lớn thì mình hát ở xa mà nghe mới chịu nổi. Nhưng cái họng lo họng lớn này phải không, nè, cái họng quả tiễn này mình làm composite luôn, mình đã thử rồi không chịu nổi, lắp chép xịn á, còn đỏ lắp chép xịn vô nó bắn lỗ tai á, bắn vô là chịu không nổi nha anh em. Đây là chép này mình bán là 1,5 triệu một cặp viên nha. Đó. Thì anh em nào mà muốn mình đang sử dụng một chép á, thông thường đi lắp đây một chép đúng không, thì lắp cái này cũ này vô thì mình hai một cặp lo thì được tốt có 2 cái chép à đúng không? Mà nhưng bây giờ mình tại sao mình phải sử dụng 2 cái chép nhỏ đó, 2 chép nhỏ thì tôi ra tới 4 cái chép, thì 2 cái chép này nó sẽ hơn 1 cái chép này đó, hơn 1 cái chép này chắc cú. Nhưng mình lắp chép này mình sẽ lời thêm một món tiền nữa, mà nhưng lắp không được, nhưng không được, chịu không nổi, nó bắn vô lỗ tai ghét lắm, khách không chịu nổi đâu. Để xa có 20 mét đó, trở lên nó nghe mới chịu nổi à. Đó, anh em nào đang hiện tại gặp tình trạng này bị khó chịu thì anh em có thể là thay vỏ đổi ruột nha. Thay vỏ đổi ruột là sao, là anh em thay cái vỏ mới, đổi ruột mới luôn đó, là đổi cặp lo của mình nè. Ok, giá rất là ok luôn anh em, cần nếu mà khó chịu anh em inbox cho mình nha, thay vỏ đổi ruột nha anh em. Chào anh em.